bà phụ mày bằng bón này cứ chia một nha và phê bí bà chia một tia tí bà đã nên mình làm lại chạp bí bằng buồn mơn buồn bón là làng tới thùng phùng sạch đấy cứ đọc mạch con năng mà phê được nhé tại chung vô sạch chắc cứ bằng bấy mát con năng đọc bí mát cho bằng bấy tắc.